các bác, đây là cặp củ bát huyền thoại bên em đã bán số lượng rất nhiều. Và đây cũng là một cái sản phẩm mà đã tạo nên danh tiếng của cửa hàng. Củ bát 18 tên là W3000. Với công suất khởi chạy là 1800W, công suất chương trình là 3600W. Đấy các bác nhá. Rất là khủng luôn. Và các bác đang nghe cái tiếng nổi ca tiếng hát ở bên Mộc Coffee. Có đúng một cặp B15 thôi mà nó quát hết cả cái khu gọi là xóm đình này lên. Không linh tinh lên thuyền nữa. Em sẽ unbox cái cặp củ bát 18 tên là W3000 này ra để các bác cùng xem, cùng xem lại cái củ hoa mà đã làm nên cái danh tiếng của cửa hàng nhé. Một trong những cái củ hoa công suất RMF rất là lớn hiện tại ở trên thị trường, 1800W khởi chạy. Thực tế thì với một số các thương hiệu sản xuất củ hoa, cái họ mà sản xuất ra được một cái củ hoa mà công suất đạt trên 1500W không phải là khó. Nhưng nó quan trọng là sử dụng vật liệu củ nam châm là gì. Đây là một củ bát từ thường từ 2 côn 100. Và khi em giới thiệu cái củ hoa này, đến bây giờ vẫn có nhiều các bác bảo từ 2 côn 100 thì đánh cái gì. Vẫn có nhiều các bác hỏi như thế, thì em cũng xin thương luôn với các bác là các bác phải tìm hiểu cái mã của củ hoa rồi hãng nói về cái công suất, hay là các bác hãng chê. Bởi vì 18 TL với kép 3000 là một cái củ hoa mà em thấy nó ra được chất mà loại đánh rất là dễ đánh. Độ nhạy thì không cao đâu, 95 dB, nhưng con này thì nó yêu cầu một cái âm ly, tức là một cái cục để công suất tầm 800W là có thể đánh chơi được rồi. Còn công suất chương trình thì nó có thể lớn hơn nhiều. Tới 2 côn 100 và 2 tầng côn nhá. Thì bây giờ sẽ unbox ra, nhấc ra để quay cho các bác cùng xem. Đây là củ hoa các bác nhá. 2 tầng côn. Nhưng có một loại trên thị trường tương tự như này mà nó rẻ. Nó chỉ có 2 triệu mấy thôi, hoặc là 3 triệu mấy thôi. Thì nó sẽ không có như thế này. Ví dụ các bác vừa sử dụng mà về chẳng may có tò mò nghịch tháo ra, thì em nói thật các bác là các bác vứt tiền đi, qua cửa sổ nó còn nhanh hơn là cái công đoạn các bác tháo cái ốp này ra kiểm tra. Thứ nhất, kiểm tra thì các bác chỉ cần nhìn qua đây này, nhìn qua cái khe côn này là sẽ thấy luôn cái cuộn dây voi côn đây. Đó, bây giờ em sẽ ấn cái màng lên xuống này, thì là cái cuộn dây voi côn này nó sẽ dao động lên xuống, được chưa? Đấy, cuộn dây thì nó sẽ dao động lên xuống, thì chứng tỏ đây là cái củ làm theo form tiêu chuẩn của ATSAO 18 TL với cái 3000. Còn có loại tương tự như thế này, các bác nhìn qua cái khe này không thấy cái cuộn dây voi côn lên, và các bác ấn cái màng này nó không có nhảy được cái cuộn dây này, thì đấy là cái hàng gọi là hàng pha ke, tức là hàng fake. Hàng fake lại còn fake của fake nhá, tức là hàng gần như là hàng nửa ấy. Nôm na nó là thế. Và cái loại này thì bên em bán cái đợt năm 2020-2021 đến 2022 đạt được cái doanh số tổng cộng 3 năm được gần 100 cặp. Tiếp tục 2024 sẽ viết nên lịch sử lần nữa và khẳng định cho các bác là củ bát này nó thật sự là chất và rất là dễ ghép với một số các cái mẫu thùng hoa. Trên đây là cái thông số spec của nhà hãng. Thông số spec này tức là thông số trên lý thuyết đây này, và thông số còn khá là chính xác nha, 95 dB, 1m 1W, công suất chương trình là 3600W. Đó, cuộn dây voi côn 100mm tương đương với 4 inch, tensile coil tức là cuộn dây lớp trong lớp ngoài. Đấy, con này nó sẽ tương đương với cuộn dây voi côn 152 tương đương khoảng 6 inch. Đó, đấy là trên cái thông số tờ mặt 1. Em sẽ quay cho các bác xem kia tờ mặt số 3. 18 TL với kép 3000, danh nghĩa 8 ohm, nào F 18 inch. Đường kính danh nghĩa là 46 cm các bác nhé, 46 cm. Trở kháng 8 ohm. DC Imolex là 5.7 ohm. Công suất khởi chạy là 1800, công suất chương trình là 3600. Sensitivity là 95 dB. Phép quy Ransover là 30-2 kHz. Vicon Dynamatic là 100 mm tương đương 4 inch.
vật liệu dây quấn màng là copper, tức là đồng. Tần số cộng hưởng là 35 Hz. Đề xuất thiết kế củ hoa với thùng hoa là 180 dm³, tức là tương đương 180 lít, hoặc là 6.36 ft³. Đó, cái quan trọng nhất ấy là nó cái dòng này và dòng này. Với anh em mà có đam mê mà nghiên cứu chi tiết ấy thì nó có đây. Rangsover Factory là 33 Hz, tức là vỗ màng này. Các bác nghe thấy tiếng không? Đấy, tần số 33 Hz, tần số cộng hưởng. Đấy. Đây là các cái thông số chi tiết. VAS 185 dm³, khối lượng tương đương của cái màng loa này với một cái thùng bất kỳ là 183 lít, và đề xuất thiết kế là từ 180 lít. 150 lít cũng được, cũng được, nó không ra hết được thôi. Khối lượng thùng càng lớn thì nó sẽ ra được cái tần số nhịp êm sâu càng nổi bật hơn. Xmax dao động tối đa là 12.0 mm. Đấy, 12.0 mm, kinh. Đây là cái thông số này. Ok, đó, đây là cái thông số của 18TNW3000 mà ngày trước em cũng đã từng có một video quay review theo một phong cách nó rất là chuyên nghiệp. Thì đây là tổng quan về cái phần củ loa. Các bác nào quan tâm đến củ này thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, củ 18TNW3000, 3 gân, màng sóng đồng tâm, nắp chắn bụi, được phủ lớp sơn gọi là chống nước. Và đây là cái phía sau của cái màng loa này. Phía sau của màng loa là được gia cố bằng cái sợi ameang nhá, và giấy để kết hợp lại. Thì dưới đây là nhện này. Là nhện nó khá là cứng. Nhưng đánh rất là êm nhá, đánh rất là sướng, nghe sướng tai lắm. Có nhiều anh em thợ đã từng nghịch dại đến mức là tháo hẳn cái chụp nhôm này ra. Và nếu như củ vách, củ đẻo thì nó vẫn kêu bình thường. Nhưng với cái củ này các bác mà tháo cái này ra là vứt tiền đi luôn. Là phải đi phá từ. Tức là nạp lại từ. Nạp lại từ này. À đâu, khử từ đi đã. Xong bắt đầu đặt gắn lại cái khe từ giữa này, khe từ cạnh này, xong lại nạp lại từ. Đấy, nhiều anh em thích thể hiện xong là làm theo kiểu như thế thì em thật sự em đến chịu. Các bác không biết là các bác định làm cái trò gì. Chứ còn cái củ loa đó đang hoạt động bình thường này, tự nhiên tháo cái ốp này ra xem có phải củ xịn không. Tháo cái này ra là mất luôn, coi như là vứt luôn cái loa đi. Lại phải mang đến anh em chuyên gia thì mới làm được. Đó, cái thông số của nó đấy. Còn các bác nào có thắc mắc thì alo trực tiếp cho em nhé. Củ loa nó làm khá là đầy đủ. Đó, thông số khá là đầy đủ rồi nhé. Đây là hàng Trung Quốc, họ làm nhái theo cái form của Etin sao cổ xịn. Cổ này mới giờ đâu đó nó khoảng 11-12 triệu gì đấy tại công ty Hoàng Bảo Khoa, còn trong một số dịp khuyến mại còn có 9 triệu mấy. Nên là các bác có thể tùy chọn. Con này thì giá nó sẽ khoảng bằng một nửa so với giá niêm yết của Hoàng Bảo Khoa. Mới đâu đó nó khoảng tầm 11-12 triệu thì con này nó dưới một nửa là một cặp. Còn kia là khoảng 12 triệu một chiếc, thì đây là con này dưới 12 triệu một quả. Còn em mà có tiền thì em cũng nhập luôn hàng của công ty Hoàng Bảo Khoa với em review. Chơi nó phải với chất, được chưa? Đấy. Còn mỗi người một ý, mỗi người một cái kiểu sở thích. Còn các bác mà có điều kiện, các bác có thể nhờ em, hoặc là các bác mua thẳng về xong là nhờ bên em thiết kế thùng, bên em vẫn có thể làm được cho các bác, đảm bảo khá là hay cho các bác. Đấy. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.